Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi bạn đến với series Run City và xíu vào ngày thật là tốt lành và dành niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chương mục là cập nhật về tình hình cuộc đua Heritage. Và đây là cuộc đua Heritage kho báu của chú rồng Heritage vào tháng 9 nha các bạn. Hiện tại thì nói chung là mình đang ở nick chính của mình. Tại vì sao? Tại vì trong tất cả những nick của mình, nói chung là chúng ta ngoại trừ nick của chị Tiên Bướm ra, thì chỉ có nick chính là chúng ta khả thi nhất trong việc là chúng ta sẽ lấy chú rồng Heritage lần này nha các bạn. Tại vì sao? Thì các bạn chúng ta hãy cùng xem nguyên nhân nhé. Hiện tại thì tình hình là chúng ta đang đua tới là lap 4 các bạn ạ. Trong cái khoảng thời gian là đã khoảng tầm là một nửa chuyến hành trình rồi, thì chúng ta chỉ mới là lên đầu lap 4 thôi các bạn ạ. Thì nói chung là cũng giống như mình đã trình bày, chúng ta không có nhu cầu để mà lấy chú rồng Heritage này. Tuy nhiên, nếu như vẫn có một cái cơ hội nào đó thì chúng ta cũng sẽ là cố gắng nha các bạn. Chính vì vậy nên ở những nick khác thì trong khi những tuyển thủ của chúng ta đã leo lên tầm là lap 9, lap 10 hay là cũng đang có khả năng để leo lên hơn những cái lap đó, thì ở nick gọi là nick 9 của mình thì chúng ta chỉ có những đối thủ là đang cạnh tranh nhau ở vòng giữ xe các bạn ạ. Đấy, như các bạn đã thấy thì trên mình là hai bạn top 1 và top 2, nhưng vẫn là ở lap 4 các bạn ạ. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là mình đã được rơi vào một cuộc đua khá là dễ, trong khi level chúng ta cũng đang rất là cao. Và trong khi nói chung là thực ra thì nếu như ở tay tầm của mình dễ đi nữa thì cũng phải là tầm lớp 7, lớp 8 các bạn ạ. Tuy nhiên thì không biết sao mà mình rơi vào một cái nơi mà phải nói là rất là dễ luôn. Chính vì vậy nên nếu như vậy đã có cơ hội rồi thì chúng ta sẽ tranh thủ cơ hội này để mà lấy chú rồng kho báu này làm kỷ niệm cho nick chính của mình các bạn ạ. Và nếu như mà vào cái khoảng thời gian là cuối cuộc đua Heritage mà chúng ta có một cái, nếu mà thời gian rảnh đấy các bạn, thì chúng ta cũng có thể là làm một cái buổi live để mà nhận chú rồng Heritage này. Ít nhất trong những nick của mình thì cũng có một nick lấy làm kỷ niệm với các bạn. Và cũng gọi là không cần phải quá là khó khăn. Nếu như trong những cái đợt trước khi mà chúng ta phải lấy những chú rồng Heritage để mà cho những cái kế hoạch của mình, thì nick chính lại là nick mà đua khó nhất trong những nick. Thì bây giờ ngược lại, chúng ta gọi là trở thành nick dễ nhất trong các nick luôn các bạn. Và hiện tại thì mình đang ở là lap 4, lap 1. Nhiệm vụ của mình sẽ là thu hoạch trái cây. Nói chung mình tới lap này lâu rồi, mà tại vì thu hoạch 21 cái trái cây thì chúng ta cần một cái khoảng thời gian chúng ta gọi là ngồi spam đấy các bạn. Nhưng thì mình gọi là spam tí xíu rồi mình phải qua những nick khác, và cũng như là chúng ta tùy theo vào sự kiện thôi các bạn. Chứ vậy nên có lẽ những nick khác chúng ta cũng đua lên đâu đó khoảng tầm nếu được thì đua lên lap 5 được rồi các bạn ạ. Đấy, còn đối với nick chính thì lắp 5 rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải là cố gắng để mà xem xét tình hình, chúng ta phải giữ vị trí top 1 các bạn ạ. Hai bạn top 2 và top 1 nghĩ là không có quá chênh lệch với chúng ta. Không biết là hai bạn ấy có đang gọi là giấu nghề hay là giấu hàng gì không. Tuy nhiên thì nếu như gọi là cứ theo cái tiến độ này thì việc chúng ta top 1 là cũng ok, nằm trong kế hoạch rồi các bạn. Chứ đừng có phải là một bạn nào đó phát giác ra gọi là âm mưu của chúng ta, sau đó gọi là triển khai sức mạnh gọi là siêu Saiyan chạy lên bay 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 vèo lên gọi là lớp 8, lớp 9. Hồi thì hồi các bạn ạ. Ok, bây giờ thì chúng ta sẵn đang ở nick chính của mình, ta sẽ đi tham quan nha các bạn. Tham quan thì đầu tiên chúng ta trở lại với kế hoạch là Heritage 5 sao nha. Và đó là chú rồng Heritage thời gian. Thì như các bạn thấy đây, trong cái chỗ mà mình summon thì mình đang summon một chú rồng cũng là Heritage thời gian trong kế hoạch năm sau của chúng ta. Đó là bởi vì chúng ta đang tận dụng việc là chúng ta sử dụng Orb Heritage các bạn ạ. Và ở đây thì Orb Heritage của mình chỉ còn lại 83 thôi. Tuy nhiên thì trong cái gọi là khoảng thời gian đó thì chúng ta đã gọi là đánh lên cho chú rồng gọi là thời gian của chúng ta đã lên là run, nói chung là bật kim 3 rồi các bạn ạ. Đấy, ta sẽ mở vào truy tìm nha các bạn. Nhưng có một điều khá là nhầm lẫn ở đây các bạn. Một điều khá là nhầm lẫn đó là thay vì á mà mình sử dụng gọi là 2 sao các bạn ạ, đấy, để mình nâng cho chú rồng này. Tại sao là mình lại phải nâng cho chú rồng này mà không phải là chú rồng này? Tại vì
chú rồng này chúng ta đã đánh lên là bạch kim 3 rồi, chúng ta không thể khai thác được mảnh từ chú rồng này nữa. Hơn nữa nếu như đã có một chú rồng Hagrid bạch kim 3 rồi thì có thể là giúp đỡ cho gọi là nick của chúng ta, không cần phải phân tách chú rồng đó các bạn ạ. Thì chúng ta có thể là nâng sao cho chú rồng này lên 2 sao, bởi vì trong cái khoảng thời gian mà chú rồng này chưa có được nâng sao các bạn thì mình đã đánh lên là bạch kim rồi. Thay vì lúc đầu chúng ta gọi là nâng sao luôn đi, đánh lên cho khỏe đi, thì chúng ta đã gọi là try hard, chúng ta đã mệt mỏi rồi, vậy mà cuối cùng chúng ta lại nâng nhầm chú rồng này lên gọi là 2 sao. Đấy, thì bây giờ các bạn cũng đã hình dung ra được gọi là mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu rồi đấy. Thì có lẽ là chú rồng này mình cũng phải đi là tập luyện train để mà lấy thêm được bao nhiêu mảnh đó, chúng ta có thể là tiết kiệm được số mảnh là số off Hagrid của mình các bạn. Thì có thể là vào những kế hoạch khác. Rồi, còn về mà đội hình của gọi là bên nick chính của mình thì vẫn không có sự thay đổi nhiều các bạn ạ. Chủ yếu là chúng ta nhờ vào việc là có những chú rồng mà chúng ta có thể là nâng sao ở trong gọi là clan. Thì ở đây chúng ta có một chú rồng thủ lĩnh clan, nói chung là như là thủ lĩnh clan 7 đấy các bạn. Thì chúng ta được xếp ở trong đây. Và chú rồng nói chung là Ratus thì cũng lâu rồi. Hai chú rồng Abo và Bix cũng lâu rồi. Ngoài ra thì chúng ta có một chú rồng gọi là Boulder, nói chung là 4 sao. Đây là thành quả của việc mà chúng ta cứ train mạnh qua train mạnh lại mà toàn train Boulder các bạn. Còn lại thì chúng ta cũng có một chú rồng Brightful gọi là 3 sao nha các bạn. Ngày trước nói chung là khá là bí bách, chúng ta tính là cho chú rồng Brightful này bay màu rồi, nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó thì chúng ta vẫn có thể là bảo toàn cho chú rồng Brightful này nha các bạn. Đây, ngoài ra thì chúng ta có chú rồng thời gian đó ở ngay đây, mà khá đáng tiếc vì chúng ta đã nâng lên cấp 40 và cũng như là đã train luyện rồi, lên rank bạch kim 3 rồi, nhưng mà tương lai sẽ phải nói say goodbye các bạn ạ. Còn lại thì những chú rồng chúng ta vẫn có dưới đây nè, như là 4 sao nhưng mà chưa có gọi là nâng lên cấp cao, cũng như là chưa có gọi là train rank, thì có lẽ là vẫn ở bên phía dưới các bạn ạ. Rồi, ngoài ra thì chúng ta vẫn còn để xem là còn mảnh của những rồng ta chưa có kia không. Wow, Super Solid cũng gọi là chỉ thiếu tí xíu là được rồi nè. Mình xem thử là phần việc con ta có Super Solid không nha các bạn. Super Solid, trời ơi các bạn. Không quá luôn, trời ơi. Nhưng mà sao mà nhiều mảnh thế nhờ. Đấy, rất là nhiều mảnh luôn nha các bạn. Đây thì có lẽ chúng ta phải gọi là like chú rồng Super Solid rồi. Đây thì công thức biết mình đang like rồng gì trên đây. Trời ơi, like rồng thời gian các bạn, còn thiếu là khoảng tầm một chú rồng Super Sonic nữa thôi. Nên chúng ta sẽ like nha. Công thức like Super Sonic thì chúng ta sẽ sử dụng là điện nè và lá nè. Điện và lá thì thường thường mình sẽ sử dụng là khúc gỗ các bạn. Hình như là không phải rồi. Ta sử dụng là lá và đất. Lá và đất chúng ta sẽ sử dụng là khúc gỗ nè. Và chúng ta sẽ sử dụng bên kia là điện và thép. Thì chúng ta sử dụng rồng vàng vàng này cũng được. Một phát ra luôn. Thôi rồi không ra các bạn ạ. Đấy. Thì chỉ còn lại một chú rồng gọi là màu vàng vàng thôi. Thì like xấu chú rồng đó thì mình cũng không cần phải like chú rồng ở trên gọi là hòn đảo trên không nữa các bạn ạ. Chúng ta phải nói lời say goodbye giống như ở trong gọi là series chúng ta thôi. Trong đây thì còn một trái nữa nha các bạn. Thì có lẽ chúng ta sẽ qua gọi là lớp thứ 2 và đuổi kịp gọi là bạn gọi là đang ở vị trí top 2. Ra thì hai bạn ấy chúng ta cũng mình nghĩ là cũng như kiểu là chắc là không có đua đâu. Vì nếu đua thì cũng đã xác lập một cái vị thế cho mình rồi. Rằng phải đua lên là lớp 7 rồi các bạn nè. Rồi thấy ai gọi là không lên thì đứng ở đó. Còn nếu mà thấy ai lên thì chúng ta gọi là xách dép chạy lên tiếp đó các bạn. Rồi, và đây thì nói chung là trong cái đấu trường khá đáng tiếc vì mình cứ đánh các bạn ạ. Và bên đây mình cũng đã đánh lên là trời ơi, cúp của chú rồng Legan rồi. Trong khi Legan thì chúng ta cũng không cần thiết là để lấy các bạn ạ. Để lấy làm gì, ta gọi là chủ yếu là dành những cái này chúng ta làm video hay là dành cái này vào trong những cái đợt mà chúng ta cần. Nhưng mà giờ mình lại phát hiện là không cần thiết đâu các bạn ạ. Ta cứ để một cái quest bình thường ta đánh hoài cũng được. Đấy, đây thì bắt đầu chúng ta phải train luyện cho chú rồng mới các bạn ạ. Có lẽ chú rồng mới này mình phải nâng lên là level 40 luôn để mà cho tiện dễ đánh nha các bạn. Đây, sẽ nâng lên level 40 luôn. Trong khi lượng trái cây của chúng ta thì cũng khá là nhiều đó các bạn. Trái cây thì đâu đó vào sự kiện giảm 50% thì có thể là cho một vài chú rồng lên để gánh cho đội hình tem chính. Bởi vì càng ngày thì mọi nơi chúng ta lại càng phát triển các bạn ạ. Khó đánh ở trong rank master lắm. Nhiều lúc chúng ta phải đánh giành giật ở chỗ là rank legend
hai các bạn nha. Nhưng mà nhiều lúc cũng đánh không được thoải mái nữa. Wow, chú rồ bên kia đã sử dụng những tia chích điện để mà chích điện chúng ta các bạn ạ. Chúng ta không hoảng sợ, chúng ta không e dè về điều đó. Chúng ta sử dụng là một đòn mây mù bóng tối và khiến cho những thủ bên kia phải gọi là có những sự câm lặng các bạn ạ. Đến đây là skill gọi là ngôi sao hy vọng. Thì có biết trong được sự kiện này các bạn chúng ta có gọi là nhắm đến chú rồ Harris lần này không? Vì Harris lần này thì cũng khá là ngon các bạn ạ. Ok, thì mình lấy xong trái cây rồi mình sẽ phân tích. Rồi, chúng ta đã lên được là lớp 2, nói chung là lớp 4 và lớp 2 nha các bạn. Ta sẽ gọi là có một cái sự đánh nhẹ đây. Sau đó ta sẽ cho Rattus một vả các bạn ạ. Phải sức mạnh như ngày nào, nhưng mạnh hơn các bạn. Có run hệ thống mới mạnh hơn nhưng mà đồng thời cũng có rất là nhiều chú rồng có sức mạnh ngang tầm đấy. Mình thì hình như là còn nhiều chú rồng mình chưa gọi là nâng lên nữa, như là mình chưa phân tách đấy các bạn ạ. Đây mình sẽ mở vào chú rồng hệ lửa nha. Hệ lửa thì chúng ta có chú rồng này. Rồi rồi, 3 sao rồi các bạn ạ. Level 30 hết luôn á. Rồi rồi, quá ghê gớm các bạn ạ. Rồi rồi, đây các bạn. Ta sẽ nâng cho chú rồng này lên nha. Như là mình có nhiều chú rồng có biết thế này sẵn. Mình chưa có gọi là phân tách ra để mà mình nâng sao lên nha các bạn. Không thì chúng ta sẽ có nhiều cái gọi là mảnh của chú rồng này. Ok, mình sẽ gọi là nâng cho Recon chú rồng này ra nha các bạn. Oh, lướt qua bóng dáng ai đó nhẹ nhàng lướt qua đây vào. Đấy. Rồi ok. Oh, trong vòng một ngày tốn bao nhiêu game? 9 game các bạn ạ. À. Nào chúng ta gọi là cứ lướt hoài luôn các bạn, lướt hoài luôn. Rồi, giờ thì là chúng ta sẽ đánh cái trong đây và chúng ta sẽ quay các bạn ạ. À. Lúc đầu á mình quay thì toàn ra 5, nhưng mà giờ mình quay mình đoán là sẽ ra 1 các bạn ạ. À. Nào ra 2 cũng được, ra 2 thì mình sẽ skip bằng 3 game nha. Ra 1 mình chịu. Ra 1 mình chịu. Ô là là, biết ngay mà. Biết ngay mà. Trời. Tên ơi, gọi là quá rõ ràng các bạn ạ. Ok, nhưng mình cũng đã leo lên được gọi là vị trí top 2 rồi. À, anh bạn top 1 chờ đấy nhá. Chờ đấy nhá, chờ gọi là 15 phút sau gọi là. Chờ các bạn, phải chờ gọi là tầm vài ngày sau ta sẽ gọi là lên lớp 5. Và nếu mà anh chàng này chúng ta cũng lên lớp 5 thì chúng ta sẽ lên luôn lớp 6. Chắc anh chàng đó không đùa đâu. Đấy, chàng ấy thấy gọi là không dễ ăn của ngoại nữa, chàng ấy sẽ tự khắc giống kiểu là anh ấy gọi là me nhữ nhữ các bạn. Đấy, đang gành lên gọi là lớp 5 mà không lên đâu. Đợi gọi là tới cuối. À, không có ai gọi là giành, mọi người cứ tưởng là đôi gì đó. Rồi anh ta gọi là nhẹ nhàng nhít một phát lên lớp 5 và rinh về chú rồng Harris này. Đấy là gọi là kế hoạch tất cả anh ta tính sẵn rồi. Giờ mà anh ta gọi là đua, gọi là lên nhanh quá, nhiều người biết được kế hoạch, nhiều người nhiều khi là lộ diện khiêu khích cao thủ. Đấy, cho nên là anh đẩy cái tàn tàn mà. Trong khi đấy tàn tàn thì mình cũng tàn tàn, mình cũng kiểu giống như là mình cũng lo lắng là nếu mà mình lên sớm quá liệu có khiêu khích đối thủ hay không. Thì đó, ta sẽ phải là tốn nhiều cái công sức đua hơn nữa phải không nào. Rồi, ok. Và trong cái đấu trường chính của ta là Master Dash thì chúng ta cũng gọi là lăn lộn lên được một cái tầm nào đó mà có vẻ là đến lúc ta phải hạ xuống rồi nhờ. Nhưng mà tại vì trong đây chúng ta có rồng bóng tối nè, rồng mùa thu nè và chú rồng này, thì đâu đó chúng ta cũng có thể là gánh được những trận như thế này. Và cũng cuối mùa rồi. Ô, chú rồng bên đây nhìn ghê thế nhờ. Ơ kìa, chú rồng bên kia gọi là mình mới nhìn thấy lần đầu lưu ti luôn các bạn. Ui, một cặp luôn các bạn. Wow, chú rồng này, hai chú rồng này là một cặp đôi yêu nhau chắc luôn các bạn. Không phải yêu nhau thì có anh em thôi, nhìn giống y chang luôn. Có hệ thời gian luôn các bạn. Đây là gọi là bạn này chúng ta có rồng mới à? Mình thử là mình tìm trong đây xem là như nào nha các bạn. Thấy là thật là thú vị đấy. Ok, ta sẽ bấm vào trong đây thì chúng ta tìm chân dung của hai chú rồng. Đây, chú rồng này các bạn. Ồ, rồng này nhìn avatar thì nhìn giống con gái các bạn ạ. Vào đây thì cũng có nét gì đấy nhưng mà giống một Assassin's Creed hơn. Rồi còn anh chàng kia đâu? Anh chàng kia đâu? Trời ơi, Frara cùng nhau chứ. Đấy, đây không? Không phải. Đây là chú rồng rồi. Thổ kèn các bạn ạ. Ồ kìa. Anh chàng kia đâu rồi? Có lẽ đây nè các bạn, anh chàng kia đây rồi. Ồ về sĩ tới gọi là để cứu, gọi là để đi chung hai người này một đội các bạn. Hai người này là một đội các bạn, gọi là chiếc sừng là mình nhìn là thấy gọi là cùng tộc rồi đấy. Thôi
những chú rồng khác thì sao? Chú rồng này thì sao? Sao mà toàn gọi là hiệp sĩ không vậy? Sao mà bên gọi là ui, chú rồng này các bạn nhìn thấy quen không? Được trang bị thêm cái giáp đấy các bạn, nhìn quen lắm. Sao toàn hiệp sĩ pháp sư không vậy? Thì thời gian toàn hiệp sĩ pháp sư không vậy? Đây đây này các bạn. Đấy, chú rồng gọi là thời gian ta gọi là ở trên cái cột đấy các bạn. Rồi ok. Giờ thì nói chung là cũng tình hình là như vậy đó các bạn. Sẽ cố gắng để mà nick này sẽ là nick lấy về làm kỷ niệm, về phân tích sức mạnh của rồng một xíu nè. Thì đây là chú rồng Helric card 11, giống như những chú rồng Helric khác, nhưng đặc biệt là có hệ hobby đầu tiên. Hệ hobby đầu tiên thì chúng ta sẽ ít bị khắc chế bởi những gọi là hệ thông thường, vì chúng ta chỉ bị khắc chế bởi những hệ mà chúng ta có hệ gọi là ngoài không gian trong đó. Và hình như là mình thì cũng chưa có tìm hiểu kỹ về việc hệ nào sẽ khắc chế hệ thì happy, nhìn như là có hệ tam giác trong đó các bạn. Và hệ này thì chúng ta khắc chế được hệ trao, đấy là cái điểm nổi bật của hệ này. Thì đây là chú rồng Helric đầu tiên có hệ happy và cũng là ở vị trí đầu tiên luôn, và khắc chế được Blood God nên chú rồng này gọi là mạnh mẽ. Những rồng gọi là khắc chế được trao rồi gì đấy là lý do tại sao rồng này ngon nha các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta đến là hết rồi, hẹn gặp lại trong những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.